tay nghề thiên phú độc quyền của cơ sở nhà em. Cột không tâm hàng cực kỳ đẹp trọn vân. Vâng, xin chào các bác, và ngày hôm nay em xin chúc mừng các bác đã xem được cái video này. Và cơ sở nhà em hiện tại đang có chương trình tri ân 11 năm ngày thành lập cơ sở, thì hiện tại nhà em đang ra một cái mẫu tay nghề thiên phú là độc quyền thương hiệu của cơ sở nhà em. Thì cơ sở nhà em có cái ưu đãi vô cùng đặc biệt cho tất cả khách hàng nào xem được video này, thì cơ sở nhà em sẽ tặng miễn phí các bác nhá, cho tất cả ai xem được video này miễn phí một cái hộp giấy trị giá là 300.000, miễn phí hoàn toàn. Các bác chỉ cần comment phía dưới em tặng miễn phí. Ngoài ra thì các bác là mua bộ sản phẩm ngày hôm nay thì cơ sở nhà em xin phép được tặng thêm một bộ combo khay trà gồm 5 món trị giá là 1.200.000 đồng. Ngoài ra thì các bác nào mà mua kèm theo cái kệ tivi như này thì cơ sở nhà em sẽ tặng thêm một ốc quan công hoặc là một ốc khẩu minh cao 60 nguyên khối miễn phí, chất liệu gỗ hương đá 100%. Thì các bác nào nhanh tay thì hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho tất cả những người thân người quen của các bác. Và đi vào nhân vật chính, ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến toàn thể gia đình nhà mình, đó là một bộ nghê bảo đỉnh hàng cột 12 chân 14, hàng đục hai mặt đẹp như nho, và hàng là tay nghê thiên phú mẫu mới độc quyền của cơ sở nhà em. Và bên này thì em giới thiệu cho các bác một bộ nghê đục tam đa ông Phúc Lộc Thọ, nghê tứ linh đục bốn con vật linh thiêng nhất của đất và trời. Và bộ này là bộ em bán chạy nhất trong năm 2021 và năm 2022, là nghê là cột 12 chân 12. Và bộ sản phẩm này em báo giá công khai là 58.800.000. Và bộ sản phẩm cột 12 chân 14 tay nghê thiên phú liền khối hoàn toàn, trương liền tay liền mách liền và mặt ván dày 2 khuôn tranh dày 4, em đang bán với giá công khai trên thị trường, người ta đang bán với giá là 80.000.000 bộ sản phẩm này, nhưng cơ sở nhà em đang bán giá ưu đãi chỉ có 78.800.000 bộ sản phẩm này thôi. Và bây giờ thì em xin giới thiệu tổng thể về bộ sản phẩm này. Thì bộ này thì cơ sở nhà em đang bán là gồm có 6 món, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp giữa hai ghế và một đôn ngồi. Và diện tích kê của bộ sản phẩm này chiều rộng nó rơi vào là 3m, chiều dài là cái hàng dài 2m3 phủ bì. Thì các bác nào mà có không gian tương ứng thì các bác có thể là lưu ý đến mẫu sản phẩm như này. Và ngoài ra có một cái kệ tivi siêu dày kinh bong này của cơ sở nhà em nữa, là cơ sở nhà em đang bán với giá là 16.800.000. Và các bác nào đang mua combo bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em sẽ tặng tất cả những cái phần quà ở trên màn hình này cho các bác. Và tiếp theo là em sẽ giới thiệu các bác thêm một đôi lục bình cao là 1m7 ở cơ sở nhà em nữa, vân veo cực kỳ đẹp, chất liệu gỗ hương đỏ của Lam Vi. Và bộ sản phẩm này thì hiện tại thì cơ sở nhà em đang bán với giá là 25.000.000 đôi lục bình nguyên khối như này các bác nhá. Thì bây giờ em xin phép giới thiệu chi tiết về bộ sản phẩm này cho các bác xem. Cái đoạn dài đầu tiên là cái đẹp nhất của bộ sản phẩm này, cơ sở nhà em đục bằng te 100%. Kích thước chiều cao là cao 1m53 phân, chiều dài phủ bì là 2m3, chiều sâu phủ bì là 80 phân. Và cái phần trương này cơ sở nhà em pha đậu 12 phân và đục kinh bong các bác nhá. Ở trên này đục nghê ôm bảo đỉnh vân cầu, rất đẹp, lưỡi mây đấy, ôm bảo đỉnh vân cầu. Ở dưới này hổ phù này các bác nhá. Hai bên là hai con phượng thì người ta gọi là nghê phượng các bác nhá. Nghê phượng, hai con phượng hai bên. Và cột đây các bác nhìn này, cột thì em làm là cột liền không tâm các bác nhá. Cột không tâm hàng cực kỳ đẹp, trọn vân cực kỳ đẹp nhá. Khung vách này cơ sở nhà em làm dày này. Khung vách em làm dày tận 6 phân các bác nhá, đục liền so với trương. Phần vách này em pha dày đủ là 4 phân, đằng sau đục 1 phân, đằng trước đục 2 phân và để mặt ván là 1 phân. Đây các bác nhìn này, đục vách ở giữa đục tứ linh đồng bằng te 100% các bác nhá. Đây em muốn giới thiệu đến các bác một cái tay nghê thiên phú độc quyền của cơ sở nhà em. Đây các bác nhìn tất cả các sản phẩm tay nghê trên thị trường, người ta chỉ đục có hai mặt và đục rất là sơ sài, rất xấu. Và cơ sở nhà em đây các bác nhìn này, đục tọng moi móc này, kinh bong này, chân trước chân sau này, đặc biệt là quả cầu liền này, răng liền này, đây gọi là ngọc liền các bác nhá, ngọc liền, quả cầu liền, và làm nguyên khối 100% này các bác nhìn này, đục tứ diện như nhau đây các bác nhìn, tứ diện luôn, đẹp như nhau. Và đây là cái tay nghê độc quyền, nó nhìn cái bộ sản phẩm nghê nó thể hiện sự đẳng cấp, sự quyền uy quý phái của gia chủ khi sở hữu bộ sản phẩm nghê, khi sở hữu cái tay nghê thiên phú như này. Nó là tay nghê độc quyền của cơ sở nhà em các bác nhá. Đây và cái phần yếm dạ này các bác nhìn này, yếm dạ đều pha dày tận 4 phân các bạn. Yếm dạ pha dày 4 phân, đục là đục xen dẻo. Đấy, dầu hóa ở phía dưới. Cổ chỉ là đục 3 tầng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác cái bàn. Đây cái bàn này cũng được làm rộng tận 81, dài là tận 1m57 phân. Và ở giữa đục đây các bác này,
ở bức tranh Tứ Linh Long Ly Quy Phụ, tượng trưng cho bốn con vật linh thiêng nhất của đất và trời. Cái bàn vẽ cong tứ diện cực kỳ đẹp và đẳng cấp để các bạn nhìn này. Và ngoài ra đây là hai ghế đơn. Hai ghế đơn thì em xin giới thiệu các bác là kích thước là rộng 1m, cao là 148 phân, và trương này em pha dày 12 phân liền khối thôi nhá. Đục bằng tem 100% đây. Con nghê vòn cầu này ở dưới đây họ phù đây. Hai bên hàng nghê, vách này là vách đục con rồng, sâu 2 phân, bên đằng sau đục 1 phân. Hai mặt đẹp như nhau. Đây tay nghê thiên phú này các bác nhìn này, rất là đẹp. Cái tay nghê này em ngồi đặt tề cho các bác xem. Rất đỉnh cao và đục 4 mặt như nhau. Nhìn rất đẳng cấp. Cái bộ tay nghê như này nó là thương hiệu của cơ sở nhà em. Chân là chân 14 này. Cổ chỉ yếm cua tranh 4 ván 2. Rất đẹp. Đấy các bác nhìn chưa? Chân 14 này, đục đầu lân chân mỏng. Đây và tiếp theo đây cái phần ngăn kéo của đôn này các bác nhìn này. Cái đôn và cái phần ngăn kéo. Đôn kẹp này cơ sở nhà em làm là rất là to. Đôn kẹp nó rơi vào tận 45 x 55. Và đục ở giữa này là một con rồng các bác nhá. Đục con rồng mặt đôn kẹp. Ở đây là một cái đôn ngồi nữa, kích thước cũng khuôn tranh 4 ván 2 và được làm 45 x 45. Rất to, cao, dài, rộng và đẹp. Ngoài ra đây em giới thiệu các bác thêm một kệ tivi kèm theo. Nếu các bác mua bộ Minh Quốc nghe thì các bác không thể thiếu được cái kệ tivi chất liệu được làm bằng gỗ hương đá và làm kênh bong. Đục kênh bong luôn nhà em làm là đây các bác nhìn này. Ở giữa này được thiết kế là hai ngăn kéo này. Hai ngăn kéo ở giữa này. Ở dưới là được đục 4 cánh, dày là 4 phân. Ván cánh là dày 3 phân, khung cánh dày 4 phân. Là đục tứ quý, thông cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Rất dày dặn và chắc chắn này các bác nhìn này. Đẹp long lanh bộ sản phẩm này. Chân là chân xoáy hoa hồng này. Đấy, dày dặn. Các bác nào mua kèm theo bộ combo này em xin tặng tất cả bộ quà tặng ở trên này cho các bác. Để các bác nào muốn mua bộ combo và ngoài ra để đôi lục bình trị giá là cao là 1m7, đường kính nó rơi vào là 53 phân. Cơ sở nhà em đang chọn vân chọn màu rất là đẹp. Và các bác nào mua cả 3 bộ combo này, cơ sở nhà em tặng hết cả cái bộ quà tặng ở trên này. Thì các bác nào mong muốn sở hữu hoặc là người thân người quen muốn sở hữu thì hãy inbox cho cơ sở nhà em qua điện thoại Zalo trên màn hình hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà em qua số điện thoại trên màn hình. Cơ sở nhà em sẽ tư vấn trực tiếp. Đây và tiếp theo em xin giới thiệu một cái bộ sản phẩm là giá thành hợp lý hơn. Bộ sản phẩm này là bộ cột 12, chân 12 và là tay nghe nguyên khối. Đấy các bạn nhá. Vách tứ lưng dày nguyên khối dày 4 phân. Và đục là đục trong tam đa phúc lộc thọ. Và diện tích kê của bộ sản phẩm này nó rơi vào là rộng là 2m8 và dài là 2m1 phủ bì. Và khuôn tranh 4 ván 2, bàn em làm rộng 1m57 x 81, khuôn tranh 4 ván 2, mặt bàn đục tứ linh. Và kèm theo đây một cái kệ tivi. Cơ sở như em làm là dài 2m4, cao là 81 và sâu là 48 phân. Và cơ sở như em đang bán với giá là 10.800.000. Và cái bộ bàn ghế này em đang bán với giá là 58.800.000. Thì các bác nào quan tâm sản phẩm thì hãy inbox qua Zalo số điện thoại trên màn hình hoặc gọi điện trực tiếp cơ sở nhà em hoặc để lại phần bình luận phía dưới, cơ sở nhà em sẽ tư vấn trực tiếp cho tất cả các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và các bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin chào.